Mẹ ơi, cây thì mong lại.
Thank you.
Cha mẹ là người duy nhất và chỉ một
Đừng thấy đêm này không ai thay thế được bằng cha bằng mẹ của chúng ta. Chính vì vậy, một vai bóng cha, một vai bóng mẹ đi dắt vào ngọn núi tu di cũng không trả hết được công ơn sanh thành dưỡng dục của người. Quý vị giàu cho có treo một mình xuống đất và có lấy dao cắt thấp thân của mình cũng chưa trả được công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ của cha. Nhưng hôm nay quý vị đã hiểu được với tam bảo và gần gũi với chúng ta, quý vị là những vị Phật tử thuần thành hữu trì chân pháp nói chung và nói riêng, là những ái chùa tin tức được thời đại của thiền nhân. Hơn 10 năm qua, quý vị đã cúng cung tận tụy chăm lo ngôi nhà Phật pháp chung và sớm hôm lo những thực phẩm để cúng dường tăng chúng và phục vụ những người nghèo khó. Hơn 10 năm trôi qua, nay với các nữ linh sơn tiếp tục với tình đạo trì của người con Phật, chi tăng phụ tử cùng với Phật tử đồng tu tập công hội về ai xá của gia đình quý vị, trước đốt đen tâm hương kính cẩn chân lên những người phương đức Phật, thì người phóng quan tiết kiệm hương linh thân mẫu của quý vị sớm được bằng sanh Phật quốc. Và thứ đấy thì nguyện cho toàn thể trong gia quyến một thân quý thuộc được an vui hỷ lạc. Và thầy tiết kiệm thay lời cho chư tăng cũng như toàn thể Phật tử đạo tràng của Thiên Phước được trường đạo tỉnh Tiền Giang gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình Phật tử Hạnh Học và Phật tử Phật Minh đã mất đi người mẹ hiền cả chúng thân thương trong suốt 20 năm qua. Mong quý vị cố gắng nén lại niềm đau và cầu nguyện cho hương linh của bà sớm được tiêu diêu nơi miền thái lạc. Một lần nữa tạo rằng từ Thiên Phước thành kính chia buồn đến cùng toàn thể gia đình quý vị. Nam mô Tiếp Diễn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về trong ấm cả để tứ chúng sanh đều đúng.
tiên Vũ Đình Thanh sẽ thay mặt cho anh Tài chủ trì chùa mai táng cây hồn của chú Ba Muối ở phường 5 thành phố Bến Tre cùng tất cả anh em nhạc lễ cổ truyền bên chính điện và tất cả anh em đội kèn tây đội mai táng xin thành thật chia buồn cùng gia đình với bốn chữ thành kính thơ ngôn. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Lương Phú, huyện Dòng Tôm, tỉnh Bến Tre. Kính thưa các huyện, các cấp hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh xã Lương Phú, huyện Dòng Tôm, tỉnh Bến Tre. Kính thưa thầy, kính thưa sư cô, sư ni Phật tử, kính thưa tăng chủ thân bằng quý thuộc nội ngoại thông gia. Kính thưa bà con bác anh chị em bạn bè có mặt trong giờ phút linh thiêng đưa tiễn linh cụ của mẹ bà gia đình chúng tôi về an nghỉ cuối cùng, được sự giới thiệu cái chính tiền chủ nhà nhạc lễ cổ truyền em là Vũ Linh Thanh đến đây chúc lễ nhang chia buồn cùng gia đình. Sau đó có một lớp trích đoạn Pháp Hoàng đứa con báo hiếu, với trích đoạn này nói về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ lo cho các con khôn lớn ăn học thành tài. Nay nghe tin mẹ mất về để thọ chế hương tang để chia buồn cùng gia đình. Nếu có điều gì sơ sót, mong ông bà của mắt chị em gia đình niệm tình tha thứ cho. Và bây giờ trích đoạn Hóa Hoàng đứa con báo hiếu bắt đầu. Oh,
ngờ rằng cha mất đi thì còn mẹ. Mẹ là nguồn an ủi duy nhất của đời anh chị em con và các cháu. Nhưng hôm nay mẹ cũng cởi hà quy tiên mà theo cha về miền Thiên Cảnh. Chị em con cháu dông rể cùng vì rất bà hương án cổ quan tài di ảnh linh vị của mẹ mà dẫn đà cho mẹ uống lần sau cuối nè mẹ ơi. Công ơn của mẹ cao cả tấm, mẹ mang nặng, mẹ đẻ đau 9 tháng tu mang 3 năm một mọc. Thì em con việc nên dốc nên hình, thậm chí cha mẹ còn lo cho anh chị em con trai thì được vợ, còn con gái thì đảm chồng, cô dâu cô rể cháu nội cháu ngoại cháu cố đầy đặn. Sao mẹ không ở đây với anh chị em con và các cháu mà mẹ ta đi đặt đồn vì mẹ. Nồng đó lòng con nhau ta nghe bay
một đề đi này đấy. Xin thành thần các bên nghe, đại hồn chúa ma thôi đã cho nhân viên đến đây tận liền cho nghĩa hiền. Cảm ơn là mẹ các cô, mẹ sao chăm cháu của mẹ thật sự rùng mẹ ơi. Kỷ niệm kỷ từ nay căn nhà này giàu trước ra xa không thấy bóng hình của mẹ. Kể từ nay anh chị em con mất đi người mẹ đáng yêu, cháu nội cháu ngoại cháu cố mất đi người bà đáng kính đáng tôn thờ. Nhưng mẹ ơi, con còn nhớ lúc anh em con còn nhỏ, những đêm trăng sáng mẹ thường hát ru cho anh chị em con ngủ. Nay con hát cho mẹ nghe lần sau cuối, rồi mẹ con mình đành vĩnh biệt chia xa. Mẹ già như chuối trên cây, gió lại mẹ đùng, anh chị em con đành mồ côi. Lòng mẹ lỡ anh chị em con và các cháu có ai làm điều gì phật ý để cho mẹ hờn mẹ giận mẹ không vui trong những tháng ngày mẹ nằm trên giường mình, thôi thì nay mẹ thác xuống diêm đài mẹ về với cõi phật, mẹ cũng nghĩ tình mà tha thứ lỗi cho các con các cháu còn nhỏ dại như mẹ. Cha của mẹ, cháu nội cháu ngoại cháu cố vẫn là cháu của ông bà. Mẹ ơi, cha mẹ ở tinh cao, cha mẹ có linh thiêng, cha mẹ về đây cha mẹ phù hộ cho anh chị em con được hòa thuận bên nhau, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, cùng làm ăn thì phát tài phát lộc với mẹ. Mẹ phù hộ nhất là cháu nội cháu ngoại cháu cố của mẹ được mạnh khỏe,
để sống gần gũi với anh chị em con nghe mẹ. Tất cả các con các cháu vô đệ đồng lại mẹ hai lại để gọi là tiễn biệt mẫu thân. Rồi tất cả đứng xây mặt ra bên ngoài quán khách. Em thay mặt gia đình em cảm tạ nha. Không, nhìn thôi, có sanh thì phải có tử, sanh lão bệnh tử. Trên thế gian này khó có ai mà tránh khỏi con đường đó bao giờ. Đứng trước cổ hoa tài, đây là các con, các cháu, dâu, rể, cho phép em được thay mặt gia đình có đôi lời cảm tạ. Trước tiên, con xin cảm ơn thầy Trung Nguyên và quý sư cô, sư ni, Phật tử, quý thầy đã đến để đọc kinh cầu siêu cho linh hồn của mẹ mà chúng con về tới cội Phật. Kế đến, cảm ơn dịch vụ của máy tán trại hờn của chú Ba Muối đã cho nhân viên đến đây tận tìm áo quan cho mẹ tôi thật là xinh đẹp, thật là kỹ lưỡng. Cảm ơn tất cả anh em vì giặc lý cổ truyền của anh Chính Điền và đội kẹp Tây Hoàng Đông và tất cả anh em đội máy tán. Sau cùng, xin cảm ơn ông bà, cô bác, anh chị em, tình thông gia hai thế hệ, tình bạn, tình làng nghĩa xóm, các cơ quan ban ngành đoàn thể. Trước là đến đây có những gặp qua, những nén nhang, chia buồn cùng gia đình. Sau đó nhấn chút thì giờ, đưa tiễn linh cụ của mẹ, bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng để tắm an phần mộ. Xin nhận của gia đình chúng tôi hay xá để gọi là đền ơn đáp nghĩa ông bà có mặt trong ngày đưa tiễn của hôm nay. Trong khi tăng gia bối rối, lời có điều gì sơ sót, mong ông bà có anh chị em niệm tình tha thứ cho tăng chủ, thay mặt tăng chủ thành thật cảm ơn. Bây giờ là người anh có đôi lời cảm tạ cùng với ông bà cô bác. Cho tôi bút để đại diện trong gia đình của chúng tôi có đôi lời với tất cả bà con các vị khách quý ở gần xa đã đến nghe tin bà mẹ tôi mất đến chi buồn. Thì hôm nay tôi cũng trân trọng cảm ơn tất cả các vị khách quý, các ban thần là nhạc ban nhạc với bên ban thần của anh em mình đã hỗ trợ ba ngày hôm nay. Đó thì một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả bà con cô bác có mặt ngày hôm nay. Thì trước khi là đưa bà già xuống dưới an nghỉ cuối cùng thì kính mời tất cả anh em có mặt ở đây thì cùng gia đình uống một chút rượu, ăn một bữa cơm với gia đình của chúng tôi. Thì bên cạnh đó tất cả có gì sơ sót bị gia đình nhiều khi bối rối, xin tất cả bà con cô bác các vị khách quý cũng miễn lòng tha thứ, xin thành thật cảm ơn.
Mẹ ơi đêm về lạnh lùng buồn thiêng, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con, trong lúc tuổi còn non như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Cho con trong cánh đời nổi trôi bơ vơ con lạc lối, giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mồ xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương
nhớ thương.